Khoảng 100 năm về trước, xã hội chúng ta đã thay đổi từ việc ăn những đồ ăn nguyên thủy ít qua chế biến sang những cái đồ ăn đóng gói chế biến sẵn. Việc ăn quá nhiều đồ ăn đã qua chế biến làm cho chúng ta cảm thấy mệt mỏi, dị ứng, thừa cân và phụ thuộc quá nhiều vào thuốc thang. Đây chính là nguyên nhân gây ra các bệnh ung thư và hậu quả nhãn tiền nhất chúng ta đều có thể thấy là việc tăng cân mất kiểm soát. Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Quỳnh Nga. Lean eating là một cái phương pháp ăn khá là phổ biến trên thế giới, được rất là nhiều người mẫu và diễn viên nổi tiếng áp dụng. Tuy nhiên khi về đến Việt Nam thì phương pháp này chưa được phổ biến hoặc đã được biết đến nhưng mà chưa có một kiến thức đầy đủ và chính xác. Với những kiến thức mà tôi đã học và làm việc trong suốt nhiều năm qua thì tôi hy vọng tôi có thể gửi gắm đến tất cả các bạn một cái nhìn sâu nhất về phương pháp Lean eating này.